Huyện Ân Thi vừa chi trả tiền bồi thường làm đường tỉnh 376B cho các hộ dân của xã Nguyễn Trãi và Cẩm Ninh. Huyện Ân Thi vừa tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường tỉnh 376B, đoạn kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 386C gần 13 tỷ đồng cho 114 hộ dân tại hai xã Nguyễn Trãi và Cẩm Ninh. Các loại tiền chi trả gồm bồi thường hỗ trợ về đất nông nghiệp, hoa màu, ổn định đời sống và sản xuất, chuyển đổi nghề, tạo việc làm, đào tạo nghề. Trước đó, huyện đã chi trả tiền bồi thường thu hồi đất và chính sách hỗ trợ thực hiện dự án tại hai xã Đặng Lễ và Hồ Tùng Mậu với tổng số tiền gần 4,3 tỷ đồng. Dự án xây dựng đường tỉnh 376B, đoạn kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 386C có tổng chiều dài khoảng hơn 8 km qua địa bàn hai huyện Ân Thi và Kim Động, trong đó nằm trong ranh giới địa lý hành chính 5 xã của huyện Ân Thi gồm Đặng Lễ, Cẩm Ninh, Nguyễn Trãi, Hồ Tùng Mậu và Văn Nhuệ.